Xin chào tất cả các thành viên của Toy Station. Chào mừng các bạn đã đến với tập thứ 2 của series mở thẻ Disney Lorcana TCG. Oh yeah. Nếu như các bạn chưa biết thì Disney cũng đã chính thức gia nhập vào thị trường thẻ TCG Trading Card Game của thế giới, nơi mà đã có những trào lưu siêu tập thẻ to lớn đùng đoàn sẵn rồi. Ví dụ như là một trong những cái tên đi tiên phong như là Magic the Gathering, Yu-Gi-Oh! TCG, Pokemon, Digimon, Dragon Ball và những tựa anime, TCG vân vân và vân vân. Ở trên kênh Toy Station thì cách đây 5 năm mình cũng đã bắt đầu trào lưu Pokemon TCG. Dạo gần đây cũng có mon men một chút xíu. Wow, One Piece TCG, cái đó cũng hơi bị dính nha. Bạn nào có quan tâm thì có thể theo dõi mình ở bên kênh Hành Trình Pokemon. Mình hay livestream mở thẻ trên đó. Rồi, còn nói về Disney Lorcana thì mình đã làm được một tập đầu tiên để giới thiệu sơ lược qua cái nguồn gốc cũng như là cái ý tưởng của cái dòng thẻ này. Các bạn cũng có thể kiếm lại cái video đó để mà xem nếu như chưa biết nha. Rồi, và như đã hứa thì ngay hôm nay chúng ta sẽ có cái box này. Đây chính là một hộp nguyên booster packs, ở bên trong có 24 pack trông giống như thế này. Ok, ở tập trước thì mình đã mở một pack demo rồi, cho nên là hôm nay chúng ta chỉ còn có 23 pack ở đây thôi. Đấy, mở ra luôn. Trước khi mở thì mình cũng muốn recap lại một chút xíu những cái gì mà chúng ta đã có được từ tập trước ở trong cái hộp này nha. Đấy. Đây là những cái thẻ thường, common cho tới uncommon, vân vân. Vũ trụ các nhân vật của Disney luôn. Ok nhé các bạn. Không, mình nói thiệt, bạn nào mà là fan cứng của Disney á, đây chính là dòng thẻ TCG official mà các bạn sẽ cần phải sưu tập đây. Bởi vì bản thân nó cũng sẽ có một cái gameplay nha, chơi được. Và mình dự là trong tương lai chắc chắn sẽ có những cái giải mà Championship World này nọ đàng hoàng. À, mà hình như là đã có một số những cái giải Championship Demo rồi. Rồi mình cũng đã nghiên cứu qua luật chơi rồi các bạn. Cũng cuốn phết nha, không giỡn đâu. Ok, đây, những cái tinh túy nó sẽ nằm ở trong cái hộp này. Oh boy các bạn ơi. Bây giờ để nói cho dễ hiểu, chúng ta sẽ tìm kiếm những cái thẻ nào. Những cái thẻ mà nó có cái ký hiệu ở dưới đây, bắt đầu từ cái hình tam giác màu đồng này các bạn. Đó là độ hiếm rare. Ok, đi lên một chút xíu. À, có cái Super Rare nữa. Còn cái này chúng ta có một cái ký hiệu hình lục giác màu vàng luôn rồi. Đó là Legendary. Gần như là những cái thẻ hiếm và rất là mạnh ở trong một ván đấu. Ui, nói mới nhớ chứ quên. Cái thẻ Rapunzel này mình chưa có sleeve luôn à. Ok, sleeve luôn cả đã. Đấy, sorry các bạn. Rồi, quay xong cái tập kia mình cũng mới phát hiện ra cái lá Gantu này ở trong phim Stitch cũng là một lá Legendary luôn chứ ạ. Hiện tại thì thẻ Disney Lorcana nó không có giống như là Pokemon, có nghĩa là nhìn lấp la lấp lánh mới là có tiềm năng giá trị cao đâu. Đây, lá Rapunzel này, Legendary, không có hiệu ứng gì cả, nhưng mà tới mấy chục đô. What? Rồi, tiếp theo thì những cái lá mà chúng ta cũng săn luôn, đó là những lá có cái hiệu ứng foil, có nghĩa là cái hiệu ứng nó holographic như thế này. À, các bạn thấy không? Dạ. Yeah. Những cái lá này thì trong mỗi một pack chúng ta sẽ được bảo đảm là có ít nhất một lá. Chỉ có điều là cái độ hiếm của cái lá đó nó sẽ hên xui nha. Nó có thể là holographic nhưng mà một lá common, không mạnh, rồi cũng không có giá trị sưu tập lắm nhưng mà được cái đẹp. Đấy, cho nên là mình sưu tập cá nhân luôn. Vậy còn lá này vừa là common mà cũng không có hiệu ứng gì hết. Em nó lộn nhà rồi em ơi. À đây, nó có cái app của Disney Lorcana. Mình sẽ cùng các bạn recap lại những cái độ hiếm trước khi mà chúng ta mở những cái pack. Đầu tiên chúng ta có common nè. Đây, nó là một cái khối quyện tròn. Sau đó thì tới uncommon, nó giống như là một cuốn sách mở ra. Rồi tới rare, một cái hình tam giác màu đông, hình tứ giác màu bạc xỉ ha. Super rare và legendary, một cái khối lục giác màu vàng. Cuối cùng là một cái độ hiếm vừa mới được bổ sung trước khi mà series 1 được công bố chính thức. Đó là cái series này, first chapter. Đó là Enchanted Rare. Oh wow, một cái hình lục giác lấp lánh cầu vòng luôn nha các bạn. Hiện tại thì trên toàn thế giới số lượng thẻ mà có cái độ hiếm Enchanted này nó rất là ít, dẫn đến cái việc là giá cả trao đổi trên thị trường chợ nổi của em nó cực kỳ cao luôn các bạn. Nó lên tới hàng 400-500 đô luôn rồi, chưa cần đi kiểm định luôn. Crazy luôn. Ok, đây ví dụ sương thôi, như là lá Elsa Enchanted Rare này thôi, đang được liệt ở trên tcgplayer.com 500 đô. Market price của nó là ở 407, có nghĩa là trung bình tất cả những cái giao dịch cộng lại và chia bình quân ra đó. Mà những giao dịch là đã hoàn thành hết rồi nha. Unbelievable, không tin được luôn. Và đó cũng là cái lá mà chúng ta sẽ có cơ hội được mở ra, dù chỉ mong manh thôi, với 23 pack này các bạn ạ. Alright, let's go. Pack đầu tiên, artwork của chuột Mickey. Này là trong series Mickey the Tailor. Ok, mở ra nào. Mà pack của Disney Lorcana thì nó cũng tương tự như là Pokemon. Đấy, xé ra cũng dễ. Đây như thế này, Mới mở có mấy pack ở cái tập đầu tiên các bạn ơi, cho nên là mình chưa có quen lắm, kiểu là chưa có thuộc bài lắm ấy. Rồi, đây là một cái lá để ghép tranh. Cái này thì ở tập trước chúng ta cũng đã có đầy đủ để ghép rồi. Lá này nói chung là cũng không cần lắm. Sao nhỉ? Cứ là con thôi, không cần trick gì hết. Philoctetes, nhân vật nửa người nửa dê ở trong phim The Hercules. Chúng ta có một lá action. He got a sword, em khỉ Babu ở trong Aladdin nè. Đấy, Control Your Temper cũng là một lá action luôn. Trong hệ thống của thẻ Disney Lorcana thì nó sẽ chia ra thành nhiều cái loại năng lượng màu khác nhau nha các bạn. Cái này mình chưa có biết chính xác cái tên, nhưng mà nó có màu vàng, đỏ, xanh nè. Hình như nó có một cái màu tím nữa cơ. Ở đây rồi. Một lá action, song, có hát cả bài hát luôn. Ok. Mickey Mouse, có xanh lá cây luôn nha. Beast Mirror. Alright. Coconut Basket, lá này có quá trời luôn. Uncommon, Ariel, Kronk, Jasmine. Yo, lá này khá là đẹp luôn ấy, công chúa Jasmine các bạn ơi. Và ở độ hiếm rare, ok, mình sẽ để cái lá này riêng ra. No way. Ok. First pack magic, chúng ta đã có Elsa Legendary. Oh my god. Các bạn này nha, chờ chút xíu để mình mở luôn lá cuối. Xong rồi mình sẽ check giá lẻ. Là của lá Holo Rare nào. Magic Broom. Yo. Rồi, tạm để cái này ở đây. Ta sẽ để những cái lá rare ở đây. Mình phải cần sleeve ngay hai cái lá này. Đầu tiên Legendary là Holo Rare. Đây là một lá common thôi, nhưng mà cái cây chổi ma thuật này nó có cái hiệu ứng phôi lấp lánh nha. Cái này các bạn có nhớ là trong phim nào không ta? Cinderella hả? Đây, để đây. Đâu, Elsa của tôi đâu các bạn ơi. Đây rồi. Ok nha, Elsa Spirit of the Winter. Chính xác là lá này. Và em nó đang có một cái giá trao đổi là bom, 12 đô, 42. Let's go. Nói các bạn rồi, những cái lá mạnh xịn sò như thế này á, phải chi nó có thêm cái hiệu ứng foil holographic nữa các bạn ha. Là đỉnh cao luôn. Tạm thời thì như vậy thôi. Pack thứ 2. Alright, khởi đầu quá là suôn sẻ đó các bạn ơi. Magic luôn. Elsa. Thực sự ra mở được một lá Legendary Elsa mình cũng cảm thấy thích đấy. Đây là lá ghép tranh thôi. Chúng ta có Flounder, Maleficent, lá này có rồi nè. Tangle. Ok, Sebastian, Tinker Bell, Beast Mirror, Tiger, Pascal, em pet tắc kè ở trong Rapunzel luôn. Cheshire Cat, Stitch, cái này là lúc em nó mới rớt xuống trái đất hay sao đó. Ok, và là phiên bản rare rồi nha các bạn. Ở đây Simba, đây là Simba lúc đã trưởng thành rồi, quay về để giành lại ngai vàng đó. Ok, and đằng sau sẽ là một lá hiếm nha. Hiếm cái gì đây? Ok, uncommon. Ok, Dr. Facilia's card, một lá uncommon nhưng mà lại có hiệu ứng holo rare. Trong một pack thì lúc nào nó cũng sẽ có một lá có hiệu lấp lánh. Mình có nói với các bạn rồi ha. Những cái lá rare này thì mình cũng sẽ để tách riêng ra, nhưng mà mình cũng không có cần sleeve nó đâu. Pack thứ 3, hạt quốc của Elsa. Nhãn. Lá này không có gì đặc biệt. Để xem coi có những hạt quốc nào chúng ta chưa có nha. Donald Duck, Goofy, Hakuna Matata. Đây là cái bài hát các bạn ơi. Một lá action, song, Magic Broom, Stampede. Nó sẽ chia ra những cái lá character, là những lá nhân vật hoặc là những lá action, rồi những lá Dreamborn, mơ mộng này nọ các thứ cơ. Này là Storyborn, những lá cốt truyện đó các bạn. Đấy, một cái hệ thống những cái thẻ của Disney Lorcana đủ thú vị, đủ phức tạp để mà tạo ra một cái game lôi cuốn nha. Mickey Mouse, hạt quốc kinh điển luôn. Star Key, and một lá rare Magic Mirror. Mirror, Mirror on the wall. Đây là cái lá này. Một lá item các bạn, có nghĩa là lá vật phẩm. Ok. Wow. Super rare. Đây là lá Robin Hood ở cái tạo hình phim hoạt hình của Disney, em cáo. Chúng ta có một lá super rare nha. Các bạn thấy ký hiệu này, nhưng mà vẫn còn một lá đằng sau holo rare. Yes, chắc chắn là sẽ có hiệu ứng lấp lánh rồi. Rồi Beauty and the Beast hả? Ý. Come on. Một lá action. Control Your Temper. Đây. Cái mục đích của mình là mình sẽ bảo quản những cái thẻ foil này rất là kỹ, để mà lỡ có mai mốt đi thi đấu đó các bạn. Thì cái bộ deck của mình nó sẽ tuyệt đẹp ha. Cái pack tiếp theo Mở màn thì được một lá Legendary dằn túi rồi. Để tiếp tục coi ta sẽ được những gặt hái gì. Jasmine, Elsa. Lá này thì chúng ta cũng đã kéo được khá nhiều rồi. I Suffer, Healing Glow, Actions, The Wardrobe, Duke West of Sun, Cerberus, em chó địa ngục ba đầu, Donald Duck, Elsa. Elsa thêm một lần nữa. Phiên bản Snow Queen, ở dạng Uncommon thôi, đồ hiếm. Linh Rider, Ursula, Shell's Necklace, vòng cổ vỏ ốc của phù thủy bạch tuộc Ursula. Một lá item nha, và có đồ hiếm là rare. Ở đằng sau chúng ta sẽ có... Hello. Wait, what? No. Mình tưởng nó là lá cuối rồi các bạn. Lá cuối mà kiểu được một lá rare rồi có hiệu ứng phôi cũng ổn áp đấy. Nhưng mà không, chưa. Cruella Devil. Ok. Đây là nhân vật phản diện ở trong 101 con chó đốm. Alright, ở đằng sau sẽ là yes! Just in time. Một lá action các bạn ơi. Đồ hiếm rare, nhá. Rồi, có phôi đàng hoàng luôn. Được đấy. Được, ổn áp các bạn. Nha. Lá này thì mình cũng sẽ có thể gọi là một hit nhẹ ở đây đi. Pack này là tới 3 lá rare lần ạ. Unbelievable. Tiếp nào. Giọng mình bữa nay nó hơi chuẩn bị chớm khàn một chút xíu các bạn. Nếu mà nghe nó có bị crack các bạn thông cảm nhé. Đấy. Đây, and yellow. Vicious Betrayal, một lá action, tái hiện lại cái cảnh mà Mufasa, cha của Simba bị đẩy xuống vực. Coi cảnh này kiểu tức anh ách luôn các bạn. Mufasa, đây rồi. Mufasa nè, đây là cha của vua sư tử Simba. Abu, em khỉ. Timon, rất là thích em này luôn bởi vì có một cái vai hề hước chịu không nổi. Tinker Bell, Kristoff. Bao, công chúa ở trong giai nhân và quái vật đó. Nhưng mà các bạn có thấy em nó mặc một cái bộ đồ giống như nó hơi giống như trong game hơn là trong phim ha. Đúng rồi, nó là Dreamborn đó các bạn. Disney họ có một cái game official nữa. You have forgotten me. Một lá action. You are more than what you have become. Simba. Hay có những cái câu quote ở trong phim luôn nha. Alright. Beast and một lá rare. Hades. Lá cuối luôn. Wait what. Ê, cái lá này mình có chứ. Hình như mình có lá này đúng không? Tinker! Legendary các bạn ơi. Đây rồi. Thêm một lá Legendary nữa. Đã được tìm thấy. Em này là ở trong phim Moana đúng không? Mẹ thiên nhiên mà kiểu phiên bản núi lửa nổi giận đó. Ok, từ từ để coi lá sau coi. Oh, come on. Friends on the other side. Tại sao lại... không được một cái lá Legendary mà nó có hiệu ứng phôi nhỉ? Ok, tiếp nha. Mình sẽ lấy ra ngoài đây cho nó dễ bóc luôn. Let's go. Đấy, không có gì bất ngờ ở những cái thẻ này. Chúng ta có Peter Pan, Mickey Mouse, Peter Pan một lần nữa với cái độ hiểm khác. Elsa. Wow, đây là một cái phiên bản khác của Elsa nữa hả? Captain Hook, Moana. Cảnh em nó đang rẽ biển luôn các bạn. Chosen by the Ocean, được thần biển chọn. Okay. Olaf, Jumba, Jukiba, Cusco, vị hoàng đế khó tính. Đây là một lá có độ hiểm rare. And... Super rare Stitch. Trời ơi, cái lá này dễ thương nè, quá đẹp luôn. Stitch phiên bản Rockstar. Ok. And... Ôi, lá này không giỡn nha các bạn ơi. Mình thích lá này nha. Tạo hình đời đầu tiên nhất của Mickey Mouse, thời mà còn hình trắng đen ấy. Nhưng mà nó được phối vô một cái artwork cũng có màu, và đặc biệt là có hiệu ứng holo rare. Oh my gosh. Oh boy. Tiếp luôn nào. Chúng ta chỉ có 3 artwork thôi. Maleficent, Mickey và Elsa cho series First Chapter, First Edition luôn. Chỉ một lần. Ok. Đây các bạn, một lá có hiệu ứng phôi ha, một lá không. Có hiệu ứng phôi vô một cái là cái giá cả nó tăng lên một chút xíu. Tiếp nè. Mufasa, Pongo. Ôi, thẻ này hình như chưa thấy này. Simba, The Wardrobe, Brick, One Jump Ahead, Be Our Guest, một thẻ action. Frying Pan, cái chảo huyền thoại của công chúa Rapunzel. Một lá rare. Maurice. Một lá rare nữa. Dr. Facilier, Aurora. Wow, tạo hình kinh điển. Next. Aladdin, Merlin, Minnie Mouse, Sebastian, Just Sam, Aladdin phiên bản nghèo khổ, Fan the Flames, Anna, Jasper. Wow, quá nhiều nhân vật luôn các bạn ơi. Lifo, toàn bộ vũ trụ của Disney được mang vào cái dòng thẻ này. Genie, ta có thẻ Super Rare và đằng sau sẽ là Kaboom, Magic Golden Flower. Ok, tiếp luôn. Chúng ta chưa có được nửa chặng đường đâu. Hy vọng nha các bạn ơi, rất hy vọng là mình sẽ kiếm thêm được một vài những lá Legendary nữa. Một lá Enchanted thôi cũng được, không cần phải Elsa đâu, bất kỳ lá Enchanted nào cũng được nha. Hey, Genie, Develop Your Brain, Scar, Healing Glow. Ok, để mình xem coi là có những cái artwork nào mà mình chưa thấy không. Reflow nè, Ransack, Captain Hook, Rare, Part of Your World. Wait, như vậy thì một pack nãy giờ. Ủa đâu phải, hình như là pack nào cũng có hai lá Rare đúng không? Có pack chỉ có một thôi đúng không? Mà nãy giờ là combo những cái pack mà có double Rare hơi bị nhiều nha. Ok, vừa Rare, vừa có foil, holo các thứ mà lại là một lá xương cá là sao? Trời ơi, không cho dùm nhân vật hay là cái gì đó cho nó xịn sò một tí nào. Lá này ở trong nàng tiên cá. Đây là một câu code của phù thủy bạch tuộc Ursula nè. If you want to cross the bridge, my sweet, you gotta pay the toll. Muốn qua cầu hả cưng, trả giá đi. Lâu quá rồi các bạn ơi. Mình không biết là phù thủy Ursula nói cái này với ai nữa. Có thể là nói với nàng tiên cá chăng. Tiếp, Maleficent please. Triệu hồi ra một lá nhiệm màu đi nào. Horace, Jasmine, Elsa, Maleficent, Tinker Bell, Rapunzel, Elsa, quá trời là Elsa luôn. Hans, hoàng tử cà chớn đó các bạn, trong phim Frozen nha. Hoàng tử nhưng mà không có đẹp trai, không có lịch lãm xíu nào hết trơn á. Tham Lam, Super Rare, Tamatoa, bé cua khổng lồ và cấp. Ôi trời, cái này có rồi. Scar, sư tử phản diện ở trong Lion King. Tiếp nào. Vậy thì một pack chúng ta sẽ có hai lá rare ít nhất đúng không? Coi luôn pack này coi. Confirm thêm pack nữa nè. Tinker Bell nè. Magic Golden Flower, Goofy, Hey, Freeze, Cerberus, Cinderella, Simba. Ok, ta có một lá rare. If it's not Baroque. Let's go. Stitch Legendary. Oh yeah. And các bạn fires the cannons. Một lá action của thuyền trưởng Hook nha. Wow. Stitch em nó cũng có một lá Enchanted nha các bạn ơi, của cái first chapter này. Rất là đẹp luôn. Boy, ba lá Legendary. Coi như là ba hết đi. Ha. Như vậy thì mình sẽ định nghĩa lại một chút xíu về cái khái niệm gọi là kéo ra thẻ xịn, thẻ hit của Disney Lorcana nha, cho riêng bản thân mình thôi. Đó là một là phải thẻ Legendary, hai là phải từ Rare trở lên và có foil hiệu ứng lấp lánh nha. Đấy. Còn những cái lá mà lấp lánh rồi common này nọ thì nó thường quá rồi, kiểu cỡ gì chúng ta cũng phải có từ đó trở lên mà. Ở trong một pack Aladdin, Mickey Mouse, Just Sam, Horace, Fire the Cannons, đấy, phiên bản thường ha. Eye of the Fate, Mickey Mouse, Beast, Let it go, let it go, can't hold this anymore, hands, yeah, Philoctetes. Từ hồi nhỏ cho tới lớn thì mình cũng đã có được một cái may mắn đó là tiếp xúc được rất là nhiều những cái phim, những cái series của Disney. Ê, rồi kìa, cái phát này. Đấy. Cho nên là những cái sản phẩm của Disney, mặc dù mình không phải là một fan kiểu hardcore die hard lắm của Disney, nhưng mà cái lượng kiến thức về thế giới của Disney á cũng tạm đủ để mà có thể có những pha hồi tưởng các thứ ha. Đấy, on go. Và nếu như các bạn có theo dõi mình từ trước tới giờ đó thì có thể dễ dàng nhận thấy một trong những cái dòng đồ chơi, series đồ chơi mà mình bị dính vô đầu tiên, đó là những cái series mà có liên quan tới Disney nha các bạn. Các bạn nhớ Sum Sum không? Đấy. Rồi gì nữa? Nguyên một cái series của Disney Treasure Box đó. Mình sưu tập từ box 1 cho tới box cuối luôn ha. Có đầy đủ. Zeus, lá này mình có Rare và hiệu ứng luôn rồi. Let's go! Hit được các bạn ơi! Oh my god! Yes! Yo! Có phải như thế! Ladies and gentlemen! on, double hit. Chúng ta vừa kéo ra được. Hold on, hold on. Chúng ta có Mickey Mouse, Brave Little Taylor, Legendary, Rare. You'll sleep cái. You'll sleep cái. Rồi. Này. Và cái thứ mà chúng ta đang tìm kiếm ít nhất từ nãy tới giờ, đó là một lá Legendary có hiệu ứng lấp lánh nhá, có cán một lớp foil. Không thể tin được đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy em đó nha các bạn ơi. Wow. Wow. Thực ra thì nó cũng không khác gì cho lắm ở cái phần trên này nè. Nó không khác gì những cái lá mà có foil kia. Nhưng cái ăn tiền là này nè. Các bạn thấy không? Cái con lục giác vàng mà nó có lấp lánh ấy. Let's go. Check nhẹ giá của lá Gantu này ở trên TCG Player. Thì với cái phiên bản normal là mình cũng đã có rồi luôn nha các bạn ơi. Legendary ha. Đó, Legendary nè. Thì em nó đang có giá là 1,24 đô. Nhưng mà nếu có foil thì sao nhỉ? Cold foil. Oh my gosh, x7 luôn. Ok, ok. Đẹp là được các bạn. Nói rồi, mình nói với các bạn rồi. Trong cái thú vui siêu tập thẻ TCG các thể loại đó, có hai cái thứ quyết định giá trị của em nó. Thứ nhất đó là cái chỉ số và cái hiệu ứng của cái thẻ đó nó có nằm ở trong hệ thống meta hay không, có nghĩa là nó hữu ích trong một cái ván đấu thực. Và cái thứ hai đó là đẹp. Ok, đẹp thì tất nhiên nó sẽ liên quan tới độ hiếm, nó liên quan tới cái cán màng lấp lánh các thứ đó. Em này nó bút thêm cái đẹp nữa thôi, giá nhân 7 liền. Ok giờ let's go. Thực ra thì nó vẫn còn một cái yếu tố bonus nữa, đó là cái yếu tố fan favorite, ý là một cái nhân vật nào đó mà nói chung là được mọi người yêu thích hết, mọi người săn đón hết, thì tất cả những cái gì mà liên quan tới nó đều sẽ hot. Ví dụ như là trong cái series này á, thì Elsa đang là một trong những cái lá có cái độ hiếm Enchanted mắc nhất luôn. Top 1 gần 500 đô ha. Cái lá top 2 của nó ở dưới á, thì nó sẽ là khoảng chừng 200 mấy đô thôi. Khoảng cách cũng khá là lớn. Rồi, còn ở bên Pokemon á, thì khỏi nói các bạn cũng đã biết rồi. Đó là Charizard ha. Cái gì cứ liên quan tới Charizard là ổn áp hết. Ok, ta tiếp theo nè các bạn ơi. Bây giờ, Legendary có foil. Đã có rồi nha. Chúng ta sẽ tiến đến lá này đẹp này, Simba có foil. Chúng ta sẽ tiến đến mục tiêu kế tiếp, mục tiêu cao nhất luôn, một lá Enchanted. Ok, how about that? Về việc đó thì sao nào? Các bạn nghĩ là như nào? Liệu rằng trong suốt hành trình từ bây giờ trở đi của mình, chúng ta, bản thân mình, anh Cơ Tây và các bạn theo dõi của kênh Toy Station, chúng ta có xứng đáng để mà... À không, không phải là xứng đáng thì chắc chắn xứng đáng rồi. Nhưng mà ý là chúng ta có đủ may mắn chúa lật chúa để mà có thể kéo ra được một lá Enchanted hay không nha. Với tình hình kiểu của khá là khó khăn nha các bạn. Mickey Mouse. Ôi, nãy giờ mình kéo ra những cái thẻ Mickey Mouse phiên bản khác nhau đẹp đó nha. Giỡn đâu. And Rafiki. Ok. Bởi vì không muốn than thở với các bạn, đó là những cái box của Disney Lorcana này nó đang rất là khó săn ở trên thế giới. Thật sự luôn ấy. Đã khó mua rồi mà nó còn mắc nữa các bạn ơi. Cái box này mình đã bị mua đội giá lên rất là cao nha. Tới 6 củ mấy lần. Yes. 6 củ mấy cho 24 phát. Oh my gosh. Nhưng không sao, bởi vì nó đạt được tiêu chí độc lạ, thú vị, hấp dẫn để mình có thể làm content truyền tải đến mọi người nha. Để cho các bạn có thể biết là trên thế giới cái thú vui siêu tầm, cái hobbies nó đang có cái gì đó diễn ra. Triton have forgotten me. Lilo steal from the rich. Này, một cái rương đang bị rạch đáy, không biết phim nào luôn. Ariel. Ui, Genie Rare có foil. Nice, nice. Đây nè các bạn nhé. Như vậy thì sơ sơ chúng ta đã có khoảng tầm 1, 2, 3, 4, 5, 7 hết ha. Tiếp luôn. Mickey Aurora, em mèo, Surgeon Tips, Stitch, Isma, Sudden Chill, Simba, Moana, Reflection. Ôi, đây là trong phim Mulan, Hoa Mộc Lan nè. Lá này hình như... À không, mình thấy một vài lần rồi các bạn. Tomato à. Ý, cái artwork này của em nó khác nha. Drop Little Crab, em nó hồi nhỏ các bạn ơi, lượm được đồng xu đầu tiên. A whole new world, a fantastic place to go. Do 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 do. Hai lá super rare luôn. What? Phát này cũng ổn hết nha. Được hai lá super rare. Milan nãy vừa mới nhắc luôn. Imperial Soldier. Coi coi lá sau nè. Bây giờ nó thiệt là cho hai cái lá đó common cũng được nha. Cho lá cuối người ta xịn sò hẳn luôn đi, Legendary xong rồi. À không, Enchanted luôn đi, đúng không? Tự nhiên cho hai lá xịn dở dở ngương này chi. Xong cái lá cuối nè. Vô này. Tiếp các bạn ơi, chúng ta còn khoảng chừng 6 phát nữa, tính luôn cả phát này nha. Magic Golden Flower, Scar, Timon, Regara, Megara. Ồ, mình nhớ nhân vật này là tay sai của Hades xuống để mà kiểu quyến rũ Hercules đó các bạn, nhưng mà cuối cùng thì là Hoàng Lương rồi hai người yêu nháo sống hạnh phúc tới suốt đời. Flossie, Scar, ok, Sudden Chill, một lá action. Son, cái lá này nó gọi là lá bài hát nhưng mà các bạn yên tâm đi, trong lúc mà chơi á, thì không có người chơi nào mà bị bắt phải hát đâu nha. Nếu bắt phải hát hay, ông nào hát hay hơn thì thắng thế hơn thì thôi dẹp luôn đi khỏi chơi nha. Số lượng người hát dở thế giới này khá nhiều. Trong đó có mình. Tạm định đấy. Ok, chỉ còn vài phát nữa thôi. Thì ráng lên các bạn ơi, ráng lên. Bóp lắc mạnh mẽ cho video này các bạn ơi. Còn 4 phát nữa. Để xem nào, chúng ta sẽ mở ra được những gì tiếp theo. Maui, Super Rare, Marshmallow, quái vật tuyết ở trong Frozen, and Cup of Donald Duck. Thôi thì cũng là một tấm mang tính chất biểu tượng. Vịt Donald, tạo hình kinh điển nha. Phát thứ tư kế cuối. Tang 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 tang. Work Together, Gaston, Hakuna Matata, Magic Broom, Break. Nguyên một cái pack này sao nó toàn là thẻ action với item với các thứ không vậy? Không có nhân vật luôn các bạn ơi. Nguyên cái pack này luôn á. Thiệt nè. Tinker Bell. Ý cái mình thích cái Hàn Quốc này nha. Trông nó rất là nghệ luôn. Ý là trông nó giống như là một cái alternate art. Một cái lá của bên Pokemon ấy. Đẹp ấy. Em Tinker Bell đang biến thành khổng lồ luôn các bạn. Lá này có rồi. Vịt Donald ở trong Musketeer. Elsa, please. Cho cái gì đó bùng nổ hơn xíu nữa nào. Bùng nổ hơn lá Gantu luôn coi. Ok, Legendary. Có Foil, Tangle, Stitch. Em cú này phim nào đây? Archimedes, Highly Educated Owl. Một con cú có học vấn cao. Ủa phim gì ta? Vẫn không nhớ là phim gì nha. Hình như là phim công chúa ếch đấy. Stampede, Simba, Chef Tui. Tui là Chef. Okay. Prince Philip, hoàng tử Philip nè. Smash, Musketeer Tabard. Ui, Lantern, trong phim công chúa tóc dài. Rapunzel. Oh no. Một cái khung cảnh rất là vui, nhưng mà chỉ là một lá thường thôi. Mình bị có một cái tật, có thể là mình chia sẻ với các bạn một chút xíu. Đó là khi mà mới bước vào một cái trào lưu nào đó, thường là mình không có một cái kỳ vọng gì nó cao quá nha. Thực sự luôn, bất cứ một cái gì giống như là hồi xưa khi mà mình chỉ còn mua những cái pack lẻ của Lego minifigure đó thì ok, mở ra em nào cũng được, mình không quan trọng. Sưu tập hai em thôi, nhưng mà nhìn một hồi, sưu tập vài ngày, thế là đi hốt nguyên một set, phải kiếm cho bằng được nguyên một set. Rồi tới khi mà biết những cái thể loại mà gọi là blind box này nọ ha, cũng xác định ôi trời ơi, ba cái phiên bản secret thì làm sao mà tới lượt mình mở ra được. Nhưng rồi cái cũng bắt đầu nổi lên một ý tưởng, một ý định mong muốn. Đấy, được cái là blind box của Toy á thì không phải là cứ muốn là được, và nó khá là tốn. Nhưng mà những cái pack Pokemon TCG, ok, mới đầu mà cũng không có mong đợi gì nhiều. Cái rồi, mọi thứ nó diễn ra như các bạn biết trong suốt 5 năm qua cho tới nay đó. Và cái điều đó cũng vừa mới xảy ra với Gaston. Với One Piece TCG, cái hành trình của mình mới đầu tính là mở để mà gọi là sao ta, thì đánh từ khóa câu like câu view thôi, xong rồi bị dính thiệt luôn. Ok, Bị dính thiệt luôn. Và bây giờ là trong đầu mình cứ phải đi săn những cái lá manga rare. Rồi tương tự với cái series này, Disney Lorcana, mình đã tìm hiểu rất kỹ và mình đã biết là một lá Enchanted, cái lá hiếm nhất, nó khó tới cỡ nào. Ở trên thế giới người ta mở cả 100 pack nha. Có những creator người ta mở cái 100 pack cũng không thể nào kiếm được. Và gần như là người ta không hy vọng gì nhiều. Mình có một box thôi các bạn. Mình có một box thôi. Miệng thì cứ nói ok sao cũng được, sao cũng được. Nhưng đâu đó trong một góc tâm hồn vẫn muốn một lần được kéo ra. Bell, Maximus, Storky, Maleficent. Ui, dễ thương quá. Trời ơi, cái phiên bản Maleficent Rare hơi bị xịn luôn các bạn ơi. Trong nguyên một box hình như đây là lần duy nhất mình mở ra cái ạc này hả? Phải không? Độ hiếm Rare thôi. Nhưng mà lần đầu tiên mình thấy Maleficent có một cái dáng đẹp như vậy. Nó là Dreamborn nha các bạn ơi. Ok, hợp lý chứ trong chuyện làm gì có cái tạo hình này. And Super Rare Ariel, nàng tiên cá. Và lá có hiệu ứng phôi sẽ là hello. Captain Hook. Ok, thôi cũng được, cũng rồi là một hết nha. Rare và có hiệu ứng. Let's go. Cảm ơn các bạn đã đến với phần recap của tập mở thẻ Disney Lorcana TCG. Và đây là những gì chúng ta có thu hoạch được. Đầu tiên là một lá Captain Hook Rare có hiệu ứng Genie, tương tự như vậy. Một lá action của thần Maui đang cầm cái hút bổ xuống nè. Đấy. Và một loạt những cái hit chính thức. Độ hiểm Legendary Mickey Mouse, phiên bản Brave Little Taylor, Stitch Legendary, Scar Legendary, Elsa, oh yeah. Và lá duy nhất trong hai tập vừa qua, Gantu Legendary có hiệu ứng luôn nhá. Wow. Và tất nhiên tất cả những cái lá rare không có hiệu ứng và những lá hiệu ứng nhưng mà thường không có đáng kể ở đây nha các bạn. Vâng thưa các bạn, và như vậy thì mình cũng đã vừa có một cái trải nghiệm tương đối là đầy đủ với Disney Lorcana TCG Series 1 The First Chapter. Tập trước thì mình cũng đã khui cái hộp này với các bạn, Illumination Trove. Nó kiểu nó giống như là một cái ETB ở bên Pokemon, có đi kèm theo những cái booster packs và những cái vật phẩm ha. Rồi trong ngày hôm nay thì chúng ta cũng đã mở ra một hộp nguyên booster packs, bên trong có 24 pack và gặt hái được nhiều đây. Chúng ta cũng đã chạm tới được một lá Legendary có hiệu ứng Holo, là lá Gantu này. Mặc dù nếu mà nó thành lá Elsa thì nó tốt hơn. Đó, mình muốn hỏi thử coi là ý kiến của các bạn nghĩ sao, cái cảm nghĩ của các bạn nghĩ sao về cái dòng Disney Lorcana TCG này. Hãy comment tới tương tự của mình dưới nha. Còn riêng bản thân của anh cái tay mình thì mình là đang nói chung là cũng đang khá là đắn đo, bởi vì chủ yếu là do cái độ khan hàng rồi bị đẩy giá lên quá. Mình cũng ngại các bạn, thực sự là như vậy. Chủ đề Disney thì mình cũng rất là thích rồi, ngại quá cho nên là mình đã order thêm một box 24 series 2 kế tiếp về rồi, đang trên đường về rồi. Hy vọng là các bạn sẽ tiếp tục bấm like, nhiệt tình cho cái video này nói riêng và cả một cái series Disney Lorcana này nói chung, để chúng ta có thể một lần thôi, dù chỉ một lần, chạm được tới lá Enchanted, độ hiểm được phù phép nhiệm màu nha các bạn. Thank you very much. Và bây giờ thì như thường lệ, nếu như đã thích video này thì các bạn hãy cho anh KT một like, hãy chia sẻ với bạn bè và đừng quên bấm nút subscribe để đừng bỏ lỡ bất kỳ một tuần nào của Toy Station. Anh KT sẽ trả lời trong những video thú vị kỳ sau và đôi chơi nữa. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt. Bye bye.